Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một mẫu sản phẩm, đó chính là dàn sưởi, dàn sấy nóng trong xe ô tô. Với cái dòng sản phẩm này thì nó trực thuộc là dòng để độ chế nhé anh em nhé. Cái kích thước của nó thì sẽ rơi vào là chiều ngang là 15 và chiều dài của nó là 24, độ dày là 5. À, cuống co thì sẽ ra như này. Còn nếu mà khi anh em muốn độ chế ra co thẳng thì chúng ta có thể xử lý được rất là đơn giản. À, dòng sản phẩm được sản xuất là 100% là hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé. Đây là các cái lan, nó dạng như là lan đúc của dàn lạnh, nhưng mà đây lại trực thuộc là dàn sưởi trong hệ thống sưởi ấm ô tô. Đây là hai đầu ra dẫn ra co của nó này anh em này. Với cái dòng sản phẩm này thì nó độ chế được cho khá là nhiều dòng xe tải đời cao bây giờ, những cái dàn mà nó chưa có hệ thống sưởi. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn sưởi chuyên độ chế. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.